Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 867, 868, 869. Trên đỉnh núi cao, một bóng dáng sừng sững cao to, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài phất phới, hai bên khóe miệng ria mép dài khẽ lay động trong gió, tiêu sái vô cùng. Thế nhưng, một đại thúc phong lưu phóng khoáng lúc này ngửa lên nhìn bầu trời bất lực thở dài, tựa như đang lo lắng gì đó. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên, ba tiếng động xé gió phóng lên, ba thân ảnh quen thuộc, trong trước mắt liền xuất hiện trước mặt hắn đó chính là ba người vũ thanh thu sở khuyên thành và diệp lân nhìn thấy người trung niên ba người nhanh chóng khom người cúi đầu chào hỏi đỗ trưởng lão ừm lần này đi thiên vũ tìm hiểu có thu hoạch gì không liếc nhìn bọn họ thật sâu đỗ trưởng lão vội vàng hỏi lần này tam tông ngự thú tông ma sách tông và huyền thiên tông bị diệt có quan hệ với chắc phàm không hay thế lực khác liếc nhìn nhau ba người lắc đầu thở dài trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, Đỗ trưởng lão khó hiểu hỏi, thế nào, chuyện này có cái gì khó trả lời sao? Nếu chắc phàm thật sự thân cận với thế lực mạnh mẽ, vậy chúng ta cứ xuôi theo manh mối này tiếp tục dò xét. Nếu không có vậy liền loại trừ khả năng trả thù, chúng ta đổi điều tra theo phương hướng thế lực bên ngoài Tây Châu. Rất có thể, Trung Châu đánh bất ngờ Tây Châu, phải đến khẩn cầu hai vị trí tôn, tìm kiếm tiếp viện ba châu còn lại. Hai, lại một trận hạo kiếp, sinh linh đổ thán. Ngửa mặt lên trời thở dài, Đỗ trưởng lão cảm khái một hồi, ba người nhìn nhau lại trầm mặc cúi đầu, không nói gì. Thấy vậy, đỗ trưởng lão càng thêm kỳ quái, các ngươi làm sao vậy, rốt cuộc điều tra thế nào rồi, sao không nói gì thế? Dạ, đỗ trưởng lão, thật ra chúng ta cũng điều tra được một ít bối cảnh của chắc phàm, thế nhưng... Bờ môi nhịn không được run run, Vũ Thanh Thu khó khăn mở miệng, hắn vốn ở lạc gia trên thiên vũ, hiện tại tập hợp các phe phái thế lực thành lập lạc minh, thế lực phát triển lớn mạnh, còn mạnh hơn những tiểu quốc bình thường, thậm chí còn ngang bằng những quốc gia mạnh nhất. Chậm rãi khoát tay, đỗ trưởng lão không kiên nhẫn ngắt lời, lạc minh kia ta biết, phát triển khá nhanh chóng, nhưng cũng chưa đến cấp độ có thể tiêu diệt một tông môn. Cho dù Tây Châu là tông môn yếu nhất, mà nhất là tiêu diệt không chút tiếng động, điều này cần phải có cao thủ tuyệt thế tọa chấn mới được, thế nhưng bọn họ. Ha ha, còn chưa có bản lĩnh này, cho nên dù bọn họ có động cơ xuất thủ cũng không có năng lực này, nên loại trừ bọn họ ra. Lão phu hỏi có phải hắn còn có thế lực khác không? Việc này hình như là có. Ba người nhìn nhau, Vũ Thanh Thu lúng túng, do dự nói. Đỗ trưởng lão thấy vậy kỳ quái hỏi, "Này, Vũ Thanh Thu, bình thường ngươi luôn nói thẳng, sao hôm nay lại ấp a ấp úng vậy? Rốt cuộc đã điều tra được cái gì, ngươi nói xem." "Dạ, Đỗ trưởng lão, Thiên Ma Sơn, Cửu U bá chủ, ngài từng nghe nói qua chưa?" Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng Vũ Thanh Thu cuối cũng dò hỏi khẽ giật mình đỗ trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía bọn họ đó là nơi nào cửu u bá chủ là ai hai ta biết rồi ngài cũng chưa từng nghe qua nói nhảm tây châu lớn như vậy lão phu sao có thể biết hết tục danh của người khác chứ những vô danh tiểu tốt lão phu cũng không rảnh rỗi mà nghe ngóng tên bọn hắn hư nhẹ một tiếng đỗ trưởng lão hậm hực phất ống tay áo vũ thanh thu bất đắc dĩ nói nếu như vô danh tiểu tốt thì tốt rồi quan trọng là đệ tử đệ nhất chắc phàm song long hội chúng ta đã kế thừa thiên ma sơn này cửu u bá chủ cũng là ân sư của hắn mọi người nghĩ xem sư phụ của đệ nhất tây châu là một người vô danh tiểu tốt sao cái gì ngươi nói hắn dạy dỗ chắc phàm sắc mặt đỗ trưởng lão trở nên nghiêm túc hỏi dù là võ kỹ hay công pháp chắc phàm đều khác hẳn người thường tây châu chưa bao giờ xuất hiện quái vật thế này nếu là ân sư dạy dỗ hắn thì nhất định không phải là người vô danh nhưng danh hiệu này thật sự là Mai đỗ trưởng lão nhíu chặt, ba người ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Thế nhưng đúng lúc này, bốn bóng người sạch qua, một lão giả bụng phệ mang theo ba bóng người quen thuộc, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, chính là viêm ma, ôn đảo và tạ thiên thương. Lần điều tra này song long viện phái ra ba tổ nhân mã, sở khuyên thành tổ một thẳng lên thiên vũ. Lần theo dấu vết báo thủ cho chắc phàm, bọn người viêm ma đi khuyển nhung, do xét án ngự thú tông bị diệt môn dù sao vụ ngự thú tông bị diệt môn không liên quan đến việc chắc phàm bị hại nếu thiên vũ không có manh mối thì ít gì cũng có chút dấu vết để lại nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng sầu não kia có lẽ bọn họ cũng không thu hoạch được gì bà mẹ nó không biết cổ thế lực diệt ngự thú tông có sức mạnh thế nào thật quá giả hoạt bên trong ngự thú tông không có chút manh mối không nói mà ngay cả toàn bộ người khuyển nhung cũng đều không biết không ngờ con cháu quý tộc hoàng tộc trong một đêm chết nhiều như vậy nhưng lại không biết ai ra tay điều này thật kỳ quái lão mập lắc đầu sâu khổ lẩm bẩm mấy người sở khuyên thành đi đến trước mặt hắn vội vàng khom người cúi đầu bái kiến âu trưởng lão được rồi không cần phiền phức như vậy không kiên nhẫn khoát tay âu trưởng lão tức giận nói mấy người sở khuyên thành không dám nói gì viêm ma nhị không được thở dài hai lần này đi không thu hoạch được gì đối phương làm quá chặt chẽ chúng ta không điều tra được gì thật không thể tưởng tượng nổi đây là thế lực ngoài tây châu làm vũ thanh thu nghe vậy mày nhăn chặt nếu không phải ngoài Tây Châu thì cũng trong Tây Châu, điểm đáng ngờ duy nhất là thế lực báo thủ cho Trác Phàm, đây là một bài toán khó giải. Bọn họ không biết làm sao, vì đã sớm bỏ lỡ cơ hội tìm manh mối. Những tông môn bị diệt như Ngự Thú Tông, Ma Sách Tông thật sự do Trác Phàm gây nên, hắn không cho một người sống sót, người khác cũng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng hắn có xuất hiện tại Đế Đô Khuyển Nhung, nếu tỉ mỉ điều tra, nhất định có thể điều tra ra U Linh Trác Phàm này vẫn còn ở nhân gian. Thế nhưng tin tức chắc phàm ở đế đô cũng bị hoàng đế khuyển nhung trực tiếp chặn đứng. Không phải hắn sợ hành tung của chắc phàm bị bại lộ, mà hắn lo lắng có người cha được sẽ phát hiện ngự thú tông bị diệt có quan hệ với hoàng thất khuyển nhung, khiến trưởng lão ngự thú tông đến trả thù. Thêm vào đó, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Nếu để cho người ngoài biết được vết bẩn của hoàng thất khuyển nhung, bọn họ còn có thể chấp trưởng chiều chính khuyển nhung sao? Cho nên hoàng đế khuyển nhung che đậy cho chắc phàm, cũng giống như vì đế quốc mà che giấu, đây là vì lợi ích của mọi người cũng vì vậy cả nước khuyển nhung im miệng bọn người viêm ma cũng không thể thu hoạch được gì này đỗ lão đầu ngươi đang nói thầm cái gì đó lão phu đến cũng không thấy ngươi nói tiếng nào lúc này âu trưởng lão thấy đỗ trưởng lão nhíu mày không nói gì liên kỳ quái hỏi nhìn hắn thật sâu đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút yếu ớt nói âu lão đầu ngươi ở tây châu nhiều năm như vậy đã từng nghe qua một nơi gọi là thiên ma sơn có một cao thủ tên là cửu U Bá Chủ không? Ui trà, ngươi nghe ở đâu danh hào đáng ăn đòn như thế chứ? Âu trưởng lão nghi hoặc nói, cửu U Bá Chủ, danh hào này gọi lên thật muốn đánh đòn, không có cân lượng mà dám dùng danh hào này không phải bị người ta đánh chết mới lạ. Cũng chỉ có kiếm tôn bất bại mới dám gọi mình bất bại, vì toàn bộ đại lục không ai đánh thắng được hắn. Mà cửu U Bá Chủ cũng không kém gì, chắc có lẽ cùng cấp bậc với kiếm tôn bất bại, ở cảnh giới quy nguyên cảnh đỉnh phong bất đắc sĩ lắc lắc đầu đỗ trưởng lão cười khổ không phải sao nếu cửu u bá chủ thật sự cường hãn như thế thì đây là đại nạn của tây châu rồi vụ án này chúng ta cũng không thể tra ra phải nhanh chóng trốn xa một chút thì tốt hơn đúng không biết cửu u bá chủ là thần thánh phương nào ngươi chọc tới hắn sao nhìn biểu hiện bất đắc sĩ của đỗ trưởng lão âu trưởng lão ngạc nhiên hỏi đỗ trưởng lão cười lắc đầu cũng không rõ ràng cho lắm dáng dấp hắn cao thấp ra sao tu vi như thế nào ta cũng không biết làm sao có thể chọc tới hắn. Nhưng bọn người ma sách tông đã chọc hắn nên mới bị diệt tông, dù sao, nghe nói hắn là sư phụ của chắc phàm. Không chờ hắn nói tiếp, Âu trưởng lão đã kêu to một tiếng. Ngươi nói thảm án diệt tông liên tiếp là do sư phụ hắn báo thủ cho đệ tử sao. Nhưng cửu U bá chủ là người thế nào lại có thực lực như vậy? Toàn bộ Tây Châu, không, toàn bộ đại lục dường như cũng không có nhân vật này. Đỗ trưởng lão thở dài, Đương nhiên hắn không có tiếng vang ở Tây Châu và Đại Lục nhưng dám tự xưng danh hào như thế, chắc hẳn không phải người bình thường. Đúng như ngươi nói, người cần ăn đòn như vậy sao có thể không có bản lĩnh chứ? Mấu chốt hắn là sư phụ chắc phàm, đệ tử đã biến thái như thế huống chi là sư phụ. Nói như vậy thì chuyện này đã rõ rồi. Trong mắt nhịn không được run rẩy, Âu trưởng lão bình tĩnh lên tiếng, thảm án diệt tông nhất định là để báo thù, hiện tại Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông đều đã bị diệt, như vậy tiếp theo hắn muốn ra tay là. Thiên hành Tông Chăm miệng một lời, mọi người sợ hãi kêu lên. Thế nhưng thiên hành Tông khác với ma sách Tông, huyền thiên Tông là có 10 cao thủ dung hồn tọa chấn. Bên trong tam Tông có nhất kiếm hành thiên, hành thiên kiếm, tiếu vân sơn thanh danh vang xa làm hộ thuẫn. Muốn diệt hết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhìn mọi người, đỗ trưởng lão phân tích. Mọi người nghe xong cũng âm thầm gật đầu, nhưng âu trưởng lão lại cao mày, thì thầm. Nhưng nếu cửu U bá chủ có cảnh giới quy nguyên cảnh mà nói lời âu trưởng lão lời còn chưa dứt sắc mặt đỗ trưởng lão trở nên ngưng trọng đúng lúc này bốn tiếng xe gió mà đến tiểu đội thủy nhược hoa dưới chỉ huy của trưởng lão đã vội vàng đi tới nơi này nhìn thấy mọi người sợ hãi lên tiếng không tốt rồi khi chúng ta đi thiên hành tông điều tra đã phát hiện cả tông môn cũng đều bị diệt giống như trước đó một tên cũng không để lại cái gì bỗng dưng tất cả mọi người kinh hãi lên tiếng vèo 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 từng tiếng phá không trong trẻo vang lên trên không trung sau khi ba tiểu tổ tụ hợp biết được tin thiên hành tông bị diệt lập tức ngựa không dừng vó cấp tốc tiến đến thiên địa chính nghĩa tông đỗ lão đầu nếu thật sự cửu u bá chủ muốn báo thù cho đệ tử thì mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là thiên địa chính nghĩa tông âu trưởng lão nhìn đỗ trưởng lão trịnh trọng nói đỗ trưởng lão khẽ gật đầu mày nhíu chặt vũ thanh thu bên cạnh nghe được yếu ớt nói thế nhưng thiên địa chính nghĩa tông trên tam tông một bậc bên trong đều có cao thủ quy nguyên cảnh tọa chấn mà số lượng cũng không ít thật khó có thể tưởng tượng tông môn cường đại như vậy làm sao có thể nối gót tam tông chứ thằng nhóc con ngươi vẫn quá trẻ tuổi chưa từng gặp qua cao thủ chân chính xuất thủ nghe vậy âu trưởng lão lại si ngốc cười một tiếng thở dài nói ngươi hẳn nghe nói qua chuyện năm đó đan thanh sinh dẫm thập tông chứ ngươi cho rằng hắn không có thực lực diệt đi một tông à bao gồm trên tam tông sao hừ hừ hắn chỉ cố kỵ quy củ tây châu thôi nói cho cùng hắn cũng là người tây châu nhưng bây giờ với uy cửu u bá chủ rất rõ ràng muốn vì đồ đệ đuổi tận giết tuyệt kẻ thù nếu là hắn có thực lực như đan thanh sinh chỉ dựa vào một thiên địa chính nghĩa tông có thể đỡ nổi sao nên biết rằng cường giả tuyệt thế thì một tông môn cũng chỉ như một tờ giấy mà thôi chỉ xem đối phương có ý giết chết hay không thôi nói đến đây ánh mắt âu trưởng lão toát lên vẻ sợ hãi như hồi tưởng lại tình cảnh đáng sợ nào đó vũ thanh thu nghe lời này mà run rẩy gật đầu tán thành Thế nhưng cách đó không xa, viêm ma nhịn không được cười rộ lên. Âu trưởng lão, nếu đúng như lời người nói thì thực lực đối phương rất mạnh mẽ. Ngay cả thượng tam tông cũng không đỡ nổi vậy chúng ta đi chỉ làm bia đỡ đạn không phải sao. Cũng chưa chắc, dù sao chúng ta cũng đại biểu cho song long viện, có quyền lực điều động toàn bộ chiến lược Tây Châu. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đỗ trưởng lão lóe lên, bình tĩnh nói, chỉ cần người kia chưa tới cấp độ vô pháp vô thiên thì dựa vào bối cảnh chúng ta cũng có thể đàm phán điều kiện với hắn được. Dù sao, là địch của toàn bộ Tây Châu không phải là ai cũng làm được, cho dù đan thanh sinh năm đó cũng vậy. Vậy cái gì là vô pháp vô thiên? Chính là... Viêm ma tiếp tục đặt câu hỏi, đỗ trưởng lão trầm ngâm một chút, cuối cùng thở dài, chậm rãi mà nói, thực lực giống như kiếm tôn bất bại vậy. Kiếm tôn bất bại. Không sai, nghe đồn với thực lực của hắn hoàn toàn có thể lấy sức mạnh một người, đơn độc đấu với toàn bộ chiến lực khủng bố của toàn bộ một châu. Sắc mặt đỗ trưởng lão ngưng trọng nói, cũng chỉ có hợp lực bốn châu mới miễn cưỡng khiến hắn ngừng lại. Tuy nhiên phải dưới tình huống cảnh giới hắn đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, không tiến thêm bước nào nữa. Nếu cảnh giới cao hơn quy nguyên cảnh thì với thiên phú của hắn, chỉ sợ sớm đã trở thành người vô địch đại lục. Tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, hai chữ bất bại không phải chỉ để nói chơi. Trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Chỉ có Diệp Lân, trong mắt tàn mát hỏa diễm sục sôi. Hắn hiểu rõ, Kiếm Tôn bất bại gặp phải bình cảnh là bởi vì kiếp giới phàm giai áp chế, khiến Kiếm Tôn bất bại vĩnh viễn không cách nào nhập thánh siêu phàm. Nhưng dù vậy, thực lực của gã ta vẫn rất mạnh mẽ, không biết tu luyện như thế nào. Nếu Diệp Lân hắn đạt đến quy nguyên cảnh, lấy truyền nhân thánh thú khiêu chiến, không biết ai thắng ai thua đâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Lân dâng lên hỏa diễm hiếu chiến, cháy hừng hực. "Mau nhìn kìa, đã tới Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, là chỗ này." Đỗ trưởng lão hét lớn một tiếng chỉ ngọn núi tươi xanh nơi xa, nhìn mọi người mỉm cười nói. Mọi người tăng thêm tốc độ, lập tức tới ngay. Ẩm. Không ngờ lời hắn còn chưa dứt, một tiếng nổ hủy thiên diệt địa từ bên trong mạnh mẽ vang lên, ngọn lửa vàng óng cháy hừng hực, xông thẳng tới chân trời, như muốn hỏa táng cả vòng trời. Không khí nóng rực hóa thành một cỗ sóng xung kích mãnh liệt, đánh thẳng về phía bọn họ. Ba vị trưởng lão nhìn cảnh tượng này, ánh mắt co rút lại, hét lớn một tiếng, bảo hộ đệ tử. Sau một khắc, ba người lập tức ngang thành một hàng phóng ra nguyên lực toàn thân mượn sức mạnh thiên địa hình thành một bức tường bảo hộ trong suốt nhưng dù vậy tiếng nổ ầm vang phát ra cỗ dư âm đáng sợ kia đụng vào trong nháy mắt liền đụng nát tất cả năng lượng mạnh mẽ tập kích vào ba thân thể nhất thời khiến ba người phun ra ngụm máu đỏ thấm ba người như bị 50 tòa núi to lớn đụng chúng bay ra ngoài sau cùng lại va vào bọn đệ tử vũ thanh thu khiến bọn họ đều thổ huyết uể oải rơi xuống mặt đất lập tức hôn mê bất tỉnh một lúc lâu sau, mọi người mới từ từ tỉnh lại, thế nhưng khi bọn hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa, phải giật mình kinh hãi. Giờ khắc này, cách xa mấy ngàn dặm, bọn họ không còn nhìn thấy màu xanh tươi tốt, non xanh nước biếc, thay vào đó chỉ có một màu đen nhánh. Phốc, bờ môi đỗ trưởng lão run rẩy, không nhịn được phun ra máu tươi đỏ thẫm, không thể tin được hết lớn. Không biết xảy ra chuyện gì, vì sao mọi thứ đều bị hủy trong nháy mắt. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta nghe thấy âm thanh nổ tung, không ngờ khiến cường giả quy nguyên cảnh chúng ta trọng thương thành như vậy, chỗ nổ tung đó. Hai chân run rẩy đứng lên, Âu trưởng lão giật mình thì thầm nói, thế nhưng lời vừa nói ra, mọi người kịp thời phản ứng, đúng rồi, nơi vừa mới nổ tung kia là chỗ của thiên địa chính nghĩa tông, chẳng lẽ? Mọi người đưa mắt nhìn ra xa, nơi có ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, vẫn không ngừng tỏa về phía bọn họ, vết máu chảy ra trên thân thể, trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, không lưu lại chút nào với trình độ như bọn họ cũng không ngừng bốc hơi ra ngoài, dường như không đầy nửa khắc, bọn họ sẽ bốc hơi thành người khô vậy. Ánh mắt run rẩy, sở khuyên thành nhìn cục diện quen thuộc, nước mắt chảy dài, trong miệng thầm gọi, chắc, chắc phàm. Ba vị trưởng lão khẽ giật mình nhìn về phía nàng, khuyên thành, ngươi đang nói gì thế? Sở khuyên thành nghẹn ngào nức nở, ngay chắc phàm bỏ mình cũng xuất hiện hỏa quang lớn như vậy, kéo dài 800 dặm, thân thể bỏng nặng, sau cùng ngay cả thi thể của huynh ấy cũng không còn không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện, tuy nhiên còn mạnh hơn trước kia nhiều, thế nhưng ngọn lửa này ta sẽ không quên. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, như hiểu ra chuyện gì. Sư đệ, hỏa quang kia rất giống với dị hỏa trời sinh của ngươi lúc này, Vũ Thanh Thu nhìn Diệp Lân, nghi hoặc hỏi. Bất đắc dĩ, Diệp Lân nhẹ hừ một tiếng nói, sư huynh, ngươi định hét nước bẩn lên ta sao? Hỏa quang này so với tinh túy của ta mạnh hơn nhiều, nếu hỏa quang của ta có uy lực như vậy, Song Long hội cũng sẽ không bại. Thật sao? Nhìn hắn thật sâu, thấy hắn biểu hiện như ngày thường, Vũ Thanh Thu cũng không còn nghi ngờ. Thế nhưng hắn làm sao biết được, Diệp Lân cố ý ra vẻ, chỉ trong lòng hắn hiểu rõ, hỏa quang màu vàng uy lực mạnh mẽ trong thiên hạ cũng chỉ có phần Thiên Long tổ phần Thiên Kim Viêm. Mà hắn cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định chắc phàm dùng Long Tức Đan Long Tổ cho hắn. Hai, không ngờ vị lão đại này lại dùng Long Tức Đan ở đây, thật là lãng phí. Hắn hiểu rõ, Long Tổ cho chắc phàm Long Tức Đan hoàn toàn khác biệt với uy lực thánh thú lúc trước cho hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng Diệp Lân thở dài luyến tiếc, đồ vật vốn dùng để cứu mạng thì lại dùng để báo thù. Hai, chúng ta lập tức đi lên xe một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trên mặt ba vị trưởng lão càng thêm ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau liền gật đầu quyết định. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu rõ một điều, thiên địa chính nghĩa tông tiêu rồi, nhưng dù sao cũng dò xét tình huống một chút. Kết quả ba vị trưởng lão mang theo thân thể bị trọng thương, cùng mấy đệ tử lần nữa cùng nhau bay đến chỗ ngọn lửa cháy hừng hực nháy mắt không thấy tăm hơi cùng lúc đó trong ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt chắc phàm khoác hắc bào thành thơ đi ra phía ngoài khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị ha 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 long tức đan này dùng thật tốt lão tử phá vỡ kết giới đi vào trực tiếp quang ra không cần biết bọn họ có bao nhiêu cao thủ quy nguyên cảnh bao nhiêu cao thủ dung hồn hóa hư hoàn toàn xong đời lần báo thù này là lần chắc phàm thoải mái nhất không cần gặp mặt đối phương, đã trực tiếp cho hết thầy bọn họ đi gặp Diêm Vương, không hổ là nhất kích toàn lực của Long Tổ. Cho dù chắc phàm nhìn thấy uy lực như vậy cũng có chút không đành lòng. Có điều không phải hắn không đành lòng nhìn nhiều người chết đi, mà cảm thấy Long Tức Đan dùng trên đám người này quá lãng phí. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không yên lòng, xem xét khắp nơi một chút, nhìn không thấy người còn sống, mới quyết định rời đi. Vừa đi vừa hát, vẻ mặt chắc phàm khá tùy tiện, thế nhưng đột nhiên, nơi xa từng đạo tiếng xé gió vang lên, thân thể chắc phàm ngưng lại, chân mày nhíu chặt. Sao lại có người đến? Không biết là bạn hay địch, cứ trốn trước, thấy rõ tình huống rồi nói sau. Cười khẽ một tiếng, trong đồng tử chắc phàm lóe qua sáu vầng sáng vàng óng, trong lòng hét lớn. Không minh thần đồng tầng sáu, không vực, vù, đột nhiên ở giữa không gian dao động vang lên, trong toàn bộ hư không xuất hiện một đạo kết giới vô hình. Chắc phàm nhấc chân bước vào bên trong, trong nháy mắt bóng người biến mất. Mà trong đó, chỉ có kim viêm hừng hực, vẫn không ngừng thiêu đốt. Vèo vèo vèo. Hỏa diễm vàng rực thiêu đốt hết thảy bốn phía, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo, lần lượt bùng lên không trung, bóng dáng Sở Khuynh Thành và tiểu tổ điều tra Song Long viện dừng chân lại nơi không thích hợp này. Cho dù ba vị trưởng lão quy nguyên cảnh, hô hấp trong không khí khô nóng này cũng cảm thấy vô cùng tức ngực, huống trí những đệ tử hóa hư cảnh. Giờ khắc này, bọn họ đã sớm không thở nổi, vẻ mặt vô cùng thống khổ, dường như ở lại nơi này lâu hơn một khắc, sinh mệnh lực của bọn họ sẽ tiêu hao thêm một phần. Con mẹ nó, cảnh tượng này lại do người tạo ra sao? Phóng tầm mắt nhìn xa, nơi này ngoại trừ hỏa diễm vàng óng không có chút khí tức sinh mệnh nào hiển lộ, đỗ trưởng sợ hãi kêu lên, chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa chính nghĩa tông thuộc Thượng Tam Tông đã bị tiêu diệt toàn diệt, đây chính là thực lực thiên ma sơn, cửu u bá chủ sao. Cửu u bá chủ, Thiên Ma Sơn. Chắc phàm khẽ nhíu mày, hắn tránh trong hư không lĩnh vực, nghe đến hai tục danh quen thuộc này vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm hỏi, không biết làm sao bọn họ biết hai cái tên này. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra, chắc hẳn bọn họ đi qua thiên vũ nghe ngóng. Xem ra song long viện, thật sự đã bắt đầu điều tra tông môn Tây Châu bị diệt vong. Như vậy cũng tốt, đẩy lên người cửu u bá chủ hư vô mờ mịt, ngược lại có thể kết thúc việc này. Loại bỏ việc song long viện nắm lấy không buông, không ngờ lúc thuận miệng nói chơi ở thiên vũ lại tạo thành con đường thoát thân cho hắn nếu không song long viện tiếp tục điều tra chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được thân phận thật sự của hắn như vậy sẽ không hay dù sao mặc dù hắn không sợ thế lực tây châu nhưng cũng không muốn gây nên phiền phức bị truy sát khắp nơi trong lòng chắc phàm hiểu rõ tiêu diệt tứ tông tây châu liên tiếp dù thế nào cũng là tội lớn ngập trời không thể trốn tránh không ai có thể bảo vệ hắn chuyện này thật sự do cửu u bá chủ tạo thành sao Âu trưởng lão kinh hãi, nhìn bốn phía, không thể tin nói, tuyệt không có khả năng này, nhân loại, không ai có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Chỉ sợ cho dù là kiếm tôn bất bại mạnh nhất đại lục cũng không thể làm làm đến bước này. Vậy ý ngươi là? Trong này nhất định gì đó? Đỗ trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía hắn, ánh mắt Âu trưởng lão lóe lên, khẳng định nói, tuyệt không có khả năng chỉ một mình hắn gây nên, nhất định có nguyên nhân khác nhưng chúng ta không phát hiện ra cũng có thể trong lòng thiên địa chính nghĩa tông vốn có một số nhân tố nguy hiểm, vừa lúc bị hắn sử dụng. Nếu không vì sao tông môn trước đó bị diệt tông lại không có cảnh tượng thê thảm, duy chỉ có thiên địa chính nghĩa tông bị như vậy. Tóm lại, lão phu tuyệt đối không tin tu giả nhân loại có uy năng như thế. Nghe được lời này, mọi người suy nghĩ một chút, cùng nhau gật đầu tán thành. Đúng vậy, nếu người kia thật sự khủng bố như dự đoán, bọn họ còn tra cái gì, cho dù tra được thì thế nào? không phải chỉ làm pháo hôi cho người ta sao. Có khả năng toàn bộ Tây Châu đều bị hủy. Vậy bọn hắn cha được cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu đúng như lời Âu trưởng lão nói thì lại là chuyện khác. Sử dụng năng lượng địa mạch tạo thành thảm cảnh, như vậy thực lực của người này cũng không phải thông thiên, bọn họ còn có thể cùng chống đỡ. Chắc phàm bên trong không vực nghe bọn họ nói cũng âm thầm gật đầu, xem ra những tên điều tra này vẫn có người dùng đầu óc suy nghĩ. Thật sự đúng là như vậy, người phàm tuyệt đối không có cao thủ có thực lực đến vậy có điều ai bảo đây là thánh thú mạnh nhất thánh vực, người phàm chưa thấy qua, chưa từng nghe nói cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy mới có thể nghĩ đến có người mượn sức mạnh địa mạch để diệt tông xem như cũng rất công phu rồi. Nhưng cứ như vậy, tiểu tổ này sẽ tiếp tục điều tra, rất bất lợi để chắc phàm thoát thân, trong lòng Diệp Lân biết rõ, nhưng lại không biết nên kết thúc như thế nào, chỉ có thể xa xôi nói, Âu trưởng lão cũng có thể không phải do một mình cửu u bá chủ gây nên. Nhưng nếu thực lực của cả tông môn Thiên Ma Sơn mà nói, Người xem nếu chúng ta tìm tới cửa, tất cả chiến lực Tây Châu có thể liều một phen sao. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt ngương trọng. Đúng vậy, có lẽ một người không thể có thủ đoạn nhưng thiên ma sơn cao thủ như mây. Cảnh tượng thê thảm này là do tất cả mọi người phát lực tạo thành. Điều này chứng minh tông môn bọn họ chiến lược mạnh hơn một tông toàn bộ Tây Châu. Tất nhiên bọn họ không tra được, dù sao cha ra cũng đánh không lại, không bằng cứ vậy mà dừng. Không thế nào. Không ngờ ngay lúc mọi người do dự, Âu trưởng lão suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, cười toe toét nói, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ xem cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, toàn bộ cao thủ đại lục liên hợp lại có thể tạo thành được không? Cho nên, tạo thành cảnh này vẫn uy năng thiên địa, không phải sức người. Lão Phu vẫn cho rằng, tên cửu u bá chủ mượn lực mà làm, thậm chí cũng muốn dùng phương pháp này quy phục chúng ta, phô trương thành thế, để cho chúng ta nghĩ hắn có thực lực bất phàm nên đánh chống lui quân. Điểm này, lại hoàn toàn chứng minh hắn cũng không mạnh như tưởng tượng của chúng ta, còn e ngại thế lực của Tây Châu. Nếu không thì hắn đã không cố kỵ gì, vì sao mỗi lần diệt tông hắn không dám công khai hiện thân. Mà chúng ta đi tới nơi này, cũng không thấy người rời đi, rõ ràng là ẩn núp đào tẩu, không dám gặp người khác. Âu trưởng lão nói đến nước bọt bay tứ tung, càng nói càng lớn tiếng, càng phân tích càng cảm thấy có lý, ngay cả lão cũng bội phục bản thân, không ngờ lão lại thông minh như vậy người khác nghe được cũng liên tục gật đầu không ngờ lão nhân này linh hoạt như vậy chắc phàm đang ẩn núp cũng khẽ gật đầu nếu không phải chuyện này do hắn gây ra hắn sẽ thật sự tin lời giải thích của lão gia hỏa này diệp lân nhìn lão gia hỏa vẫn cắn chặt không thả bất đắc dĩ bật cười một tiếng thở dài có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cửu u bá chủ thật sự không dễ trêu chọc thì sao chúng ta tra được hắn làm đến lúc đó cùng hắn mặt đối mặt kết cuộc như thế nào không có cái gì vạn nhất chỉ cần lão phu không tận mắt nhìn thấy chân thân của cửu u bá chủ thì tuyệt không tin trên đời này làm gì có người có khả năng thông thiên như vậy bà mẹ nó còn vô pháp vô thiên hơn kiếm tôn bất bại ừ thờ ơ khoát tay dường như âu trưởng lão tin phục lời giải thích của lão vô cùng cuồng ngạo mà nói thấy vậy mọi người trầm ngâm một chút cũng khẽ gật đầu cảm thấy có lý xem ra vẫn phải tiếp tục điều tra chắc phàm liếc nhìn bọn họ bất đắc dĩ bật cười một tiếng lắc lắc đầu dù sao tứ đại tông môn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn không thể lưu lại Tây Châu, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khẽ than thở một tiếng, chắc phàm lần nữa nhìn bóng dáng xinh đẹp bên trong hỏa quang vàng rực, hai mắt nhắm lại. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại, khuyên thành. Xì xì xì. Không ngờ đúng lúc này, từng tiếng sấm sét đùng đùng nổ tung, lôi quang trong tay chắc phàm nhảy vọt, hắn cúi đầu xem qua, đột nhiên nhìn thấy lôi linh giới tỏa chiếu hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn trong tay sở khuyên thành cũng phát ra lôi quang y như vậy. Hai mắt chắc phàm co rụt lại, nhìn hai chiếc nhẫn một chút, hoài nghi nói, làm sao có thể, bên trong không vực cũng giống như ở trong một không gian khác, vì sao hai lôi linh giới sẽ phát sinh cộng hưởng. Thế nhưng hắn làm sao biết được, vật theo nhân tâm, đồ vật này làm bạn lâu ngày với chủ, tự nhiên tâm linh tương thông với chủ. Giờ này khác này, trong lòng sở khuyên thành và chắc phàm thương nhớ lẫn nhau, nên khiến hai chiếc nhẫn vượt qua không gian cách trở, phát sinh ra tiếng. Chác, chác phàm. Tay chậm rãi giơ lên, sở khuyên thành kinh ngạc nhìn lôi linh giới trong tay phát ra tia sáng chói mắt, nước mắt giản rụa. bờ môi khẽ run, không biết sợ hãi hay vui mừng, vội vàng nhìn bốn phía hét lớn, chác phàm, chàng không chết, chàng còn ở nơi này, đúng không? Cái gì, chác phàm không chết? Ba vị trưởng lão giật mình cùng nhìn về phía nàng, vội vàng nói, khuyên thành, ngươi nói cái gì, chắc phàm không chết, làm sao ngươi biết không trả lời bọn họ lời nói sở Khuynh thành chỉ nhìn bốn phía gọi tên chắc phàm ánh mắt tràn đầy hy vọng vì nàng hiểu rõ chỉ có lôi linh giới trong tay chắc phàm mới có thể cùng nàng phối hợp đây tín vật chỉ thuộc về bọn họ Khuynh thành sư muội có phải ngươi sốt ruột đến xuất hiện ảo giác không chắc phàm đã chết nơi này làm gì có bóng dáng của hắn diệp lân nghe lời nàng ta nói trong lòng quýnh lên nếu thật sự tìm ra lão đại không phải hắn sẽ trở thành kẻ địch toàn bộ tây châu sao vậy thì nguy hiểm lớn rồi Hắn vừa kêu to vừa nhanh chóng đến trước mặt sở khuyên thành, một tay bịt chiếc nhẫn trong tay nàng, không cho lôi quang tiết ra ngoài, miệng cười ra tiếng. Thế nhưng sở khuyên thành vốn đã cảm thấy hắn đối địch với chắc phàm, hoàn toàn không có hảo cảm với hắn, thấy hắn đột nhiên tiến lên, ánh mắt căm hận, bỗng nhiên đẩy hắn ra xa, giận mắng một tiếng. Ngươi cút cho ta, ta biết ngươi vẫn luôn xem chắc phàm là đối thủ, hận không thể khiến huynh ấy chết đi, nhưng huynh ấy nhất định không chết, huynh ấy ở chỗ này, chắc phàm, chắc phàm. Ta là Khuynh Thành, chàng ra đi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Lân đành im lặng, lòng tốt được xem như lòng lang dạ thú. Bây giờ ngươi gọi hắn ra đây thì có gì tốt, không phải đợi hắn bị toàn bộ Tây Châu phát lệnh truy nã sao? Lão tử giúp ngươi che giấu, ngươi còn coi lão tử là người xấu, nữ nhân này đúng là điên rồi. Nếu không phải ngươi là đại tẩu, thì ta. Diệp Lân khẽ cắn môi, tức giận bĩu môi. Dùng nguyên thần dò ra đi, nhìn xung quanh xem có người hay không. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau dò xét động tĩnh xung quanh, ngoại trừ khí nóng tỏa ra ngoài, không có khí tức sinh mệnh xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, ba người nhìn nhau lại nhìn dáng vẻ điên cuồng hô hoán của Sở Khuynh Thành chỉ biết thở dài một tiếng, chẳng lẽ đệ tử ưu tú như vậy thật sự nhớ chồng mà phát điên. Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi đừng như vậy, chắc Phàm đã không còn, hắn không ở nơi này. Hai nữ nhi Thủy Nhược Hoa và Đa Nhi ôm lấy Sở Khuynh Thành đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh không ngừng kêu gọi, nước mắt như mưa, nghẹn ngào thuyết phục. Người khác nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, cái này gọi là trí tưởng tượng điên rồ. Nhưng sở khuyên thành không nghe người khác thuyết phục, nàng bướng bỉnh lắc đầu, chỉ chiếc nhẫn không ngừng lóe sáng khóc không ra tiếng, sư tỷ, huynh ấy không chết, huynh ấy thật sự ở nơi này. Không tin tỷ nhìn xem, chỉ có hai người chúng ta ở cùng một chỗ, chiếc nhẫn mới có phản ứng. Đây là tín vật huynh ấy cho ta, huynh ấy nhất định ở chỗ này. Sở Khuynh Thành như cố gắng giải thích để mọi người tin tưởng nàng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nàng chỉ muốn để cho bản thân tin phục mà thôi. Để bản thân tin tưởng chắc phàm vẫn còn trên thế gian. Khuynh Thành, chiếc nhẫn có chuyện gì xảy ra ta không biết. Nhưng vừa rồi đám người lão phu dò xét qua trong phạm vi trăm dặm quanh đây, trừ mấy người chúng ta thì không có sự sống. Nhìn nàng thật sâu, đỗ trưởng lão nhẹ nhàng nói. Thế nhưng sở khuynh thành nghe được, khẽ cắn môi son, không tin mà nói, không, Hắn nhất định đang ở gần đây, là các ngài tìm không thấy huynh ấy, với bản lĩnh của huynh ấy, người phàm sao có thể tùy tiện phát hiện hành tung. Chỉ có ta, vợ chồng chúng ta một thể, ta biết huynh ấy ở đây. Đủ rồi, Sở Khuynh Thành, đừng hồ đồ. Âu trưởng lão giận dữ lớn một tiếng, chán nổi gân xanh, chúng ta đều là cao thủ quy nguyên cảnh, một tên tiểu quỷ ẩn nấp ở gần đây chúng ta không tìm thấy sao? Đừng nói là hắn, phàm là một con kiến, chỉ cần còn sống chúng ta đều có thể tìm ra cho ngươi hiện tại chúng ta không tìm được vậy thì không có người ngươi định điên đến khi nào sở khuynh thành trợn mắt liếc lão một cái lần nữa ngửa mặt lên trời hô to gọi tên chắc phàm chắc phàm chắc phàm ta là thê tử của huynh khuynh thành huynh ra gặp ta đi mấy người các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau mang nàng ta đi nhìn thấy bộ dạng này của nàng âu trưởng lão mất kiên nhẫn khoát tay nhìn bọn người vũ Thanh thù nói Vũ Thanh Thu vội vàng gật đầu, đuổi bước lên phía trước, muốn kéo Sở Khuynh Thành đi, thở dài nói, "Khuynh Thành sư muội, nhất định chiếc nhẫn kia của muội xảy ra vấn đề, chắc phàm đã chết, không có khả năng xuất hiện ở đây, chúng ta đưa muội quay lại Song Long viện điều dưỡng trước." "Không đâu, chiếc nhẫn sẽ không gạt ta, huynh ấy nhất định ở đây." Liều mạng dãy dụa, Sở Khuynh Thành tiếp tục liều mạng gọi to, "Chắc phàm, chắc phàm." Nhìn thấy cảnh này, Chắc phàm ẩn nấp trong không vực cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe mắt ẩm ướt. Hắn vốn biết, hắn không nên gặp mặt nàng, bởi vì thấy một lần sẽ không đành lòng xa cách. Khuynh thành, rốt cục, chắc phàm trầm giọng, nghẹn ngào kêu lên. Thân thể nhịn không được lắc run lên, tất cả mọi người nghe rõ âm thanh trầm đục, đều ngơ ngẩn. Sở khuyên thành sững sờ chốc lát, vẻ mặt vui mừng, hét to một tiếng. Chắc phàm, là huynh sao, quả nhiên huynh còn sống. Thế nào, chẳng lẽ chắc phàm thật sự không chết? Ánh mắt khẽ híp lại, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng nhìn bốn phía, nếu hắn không chết thì vụ án mấy tông môn bị diệt này được giải rồi. Thế nhưng bọn họ tra nửa ngày vẫn không tra được gì. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ ngột ngạt đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ba tiểu quỷ các ngươi ở trước mặt lão phu ra vẻ, lộ ra nguyên thần, thật sự không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, tiếng hô lớn vang lên, lôi viêm màu đen cuồn cuộn đột nhiên từ trong hư không giấy lên, vọt cao tới mấy trăm trượng kéo dài trăm dặm, trong nháy mắt một mảnh viêm hải màu đen. Tiếp đó, lôi viêm màu đen chậm rãi thành hình, cho thấy một bóng người cao trăm trượng đứng thẳng tắp, hai tròng mắt màu vàng óng dấy lên kim viêm nóng rực, giống như hai tòa núi lửa nhỏ đang thiêu đốt hừng hực. Khí tức khủng bố hủy diệt, trong nháy mắt lấy sức mạnh Thái Sơn áp xuống khắp nơi, cho dù là ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, cũng cảm giác vô cùng khó thở, như thể bọn họ là những côn trùng nhỏ bé, có thể bị đối phương một chân dẫm chết bất cứ lúc nào đây là mọi người ngửa mặt lên trời nhìn ngọn lửa màu đen giống như bóng người to lớn mấy trăm trượng hai chân sớm đã dọa đến nhũ ra cho dù là diệp lân trong lòng rõ ràng hết thảy giờ khắc này toàn thân cũng giật mình phát run khó khăn nuốt ngụm nước bọt trong lòng thắc mắc tự hỏi chuyện gì thế này chẳng lẽ cửu u ma đế thật sự hạ xuống nhân gian sẽ không sai sức mạnh uy áp cường hãn thế này không thấp hơn sư phụ lão nhân gia trong nhân loại cũng chỉ có thập đế mới có thực lực như vậy. Không phải cửu u ma đế đã mất tích à, tại sao đột nhiên xuất hiện ở phàm nhân? Trong lòng Diệp Lân vừa sợ hãi là vừa khó hiểu. Một người gặp qua thánh thú như hắn cũng hoảng sợ như thế này nói chi những người còn lại, lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, hô hấp trở nên dồn dập. Nhìn thấy cảnh này, đặc biệt sắc mặt sợ hãi của ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, thân hình to lớn trên trời xanh đột nhiên phát ra tiếng giễu cợt khinh thường, ha ha ha. Ba tên tiểu gia hỏa vừa rồi không phải còn rất uy phong sao sao lúc này lại tịch ngòi như vậy tiền tiền bối đỗ trưởng lão nhanh chóng khom người cúi đầu run rẩy nói không biết tiền bối là thần thánh phương nào hai tròng mắt vàng óng chớp động hỏa diễm nóng rực bóng đen kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn âm thanh chấn động bầu trời ha 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 lão phu sớm nghe nói có rất nhiều người yêu thích bên ngoài nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp được ba người các ngươi không phải vừa rồi ba tiểu quỷ các ngươi hô hào muốn gặp lão phu sao còn nói không thấy chân thân của lão phu tuyệt không tin làm sao hiện tại gặp lão phu rồi cũng nên tin tưởng chút chứ cửu u bá chủ nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh ba trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người riêng âu trưởng lão vừa mới phân tích đạo lý thực lực của cửu u bá chủ nhưng bây giờ chính thức nhìn thấy lại hoảng sợ xém chút tiểu ra quần ngón tay bóng người trước mắt có thể nghiền chết bọn họ không nói ngay cả khí tức mạnh liệt tản mát ra cũng khiến bọn họ run rẩy không ngừng. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biết rõ, thiên địa chính nghĩa tông bị diệt, không phải dùng năng lượng địa mạch dẫn động mà là thực lực thật sự. Tuy cửu U bá chủ còn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn đã có thể cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa của người này. Ba người vội vàng quỳ lại, thân thể run rẩy phủ phục nói, tiền bối thứ tội, vừa rồi tiểu bối nói bậy, xin tiền bối không cần tính toán. Ha ha ha, ba tiểu quỷ, các ngươi tưởng lão phu bụng dạ hẹp hòi như các ngươi sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn, hắc ảnh to lớn châm chọc nói, tiểu cô nương kia chỉ chống đối các ngươi vài câu thì lập tức không nể mặt, động thủ với nữ nhân người ta. Hừ, nếu lão phu cũng giống các ngươi thì 300.000 năm qua không biết bị tức chết mấy chục ngàn lần. Lần thứ ba mọi người hít sâu một hơi, liếc nhìn nhau, âm thầm tắc lưỡi. Trời ạ, à, 300.000 năm, lão gia hỏa này là cái gì vậy, sống đến 300.000 năm? toàn bộ lịch sử tông môn Tây Châu cũng chỉ có vạn năm mà thôi, nhưng lão gia hỏa này lại sống 300 ngàn năm. Thật sự là lão quái vật rồi, ngay cả kiếm tôn bất bại căn bản không có cách nào so sánh với lão được. Không biết tu vi hiện tại của lão đã đạt đến loại cảnh giới nào, đoán chừng đã vượt qua quy nguyên cảnh rồi. Nghĩ tới đây, chán ba người toát mồ hôi lạnh, sớm đã bị dọa đến run rẩy không ngừng, không dám nhúc nhích. Không để ý đến ba người, hai mắt bóng đen to lớn kia nhìn qua sở khuyên thành, trầm ngâm một chút, đột nhiên thở dài, vung tay lên, một chiếc nhẫn lôi quang nổ vang chậm rãi từ không trung rơi xuống, Khuynh Thành, lão phu xưng hô với ngươi như vậy đi, ngươi muốn tìm là cái này sao? Lạch cạch một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống tay Sở Khuynh Thành, định thần nhìn lại, đây chính là lôi linh giới của Trác Phàm. Đây là Trác Phàm? Sao lại thế? Thân thể sơ Khuynh Thành đứng không vững, vội vã nhìn về phía hắc ảnh to lớn kia, miệng há hốc muốn hỏi chút gì, trong lòng lại lo lắng không dám hỏi ra. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, bóng đen kia dừng một chút, thản nhiên nói, "Con gái, quên hắn đi, hắn sẽ không trở về." Thân thể nhị không được run lên, hai tay sở khuyên thành nắm chặt. 30 vạn năm trước lão phu Khai Sơn lập tông ở Thiên Ma Sơn, hoành hành thiên hạ, không ai có thể địch lại. Như muốn nói lý do mọi chuyện, bóng đen kia nhẹ nhàng nói, "Nhưng ngự thế 200 ngàn năm sau, lão phu mệt mỏi, quyết định chuyên tâm khám ngộ thiên đạo, nên đóng cửa tông môn." biến mất trên đại lục. Thỉnh thoảng lão phu cũng sẽ du lịch các nơi trên đại lục, chọn lựa người có tư chất phù hợp làm đệ tử, chắc phàm là đệ tử của lão phu. Lão phu ngộ đạo, coi trọng nhập thế trước, sau đó xuất thế. Hầu hết những đệ tử trong môn phái không hành tẩu trong đại lục, nhưng chắc phàm nhập môn còn thấp, lão phu để hắn đi khắp thế gian, sau đó sẽ theo lão phu quy ẩn. Vốn nghĩ với thần thông lão phu truyền cho, bảo hộ sinh mệnh không có gì đáng ngại, nhưng vạn lần không nghĩ đến vẫn trúng kế kẻ ác, đây là số mệnh. 2. Bóng đen kia nói đến đây, cảm thấy vô cùng mất mát, thở dài không dứt, trong lòng đau khổ khi mất học trò yêu quý. Ba quy nguyên cảnh trưởng lão nghe mà toát mồ hôi lạnh. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, mục đích là báo thủ, nhưng bọn họ không có cách nào bắt người ta được. Chẳng lẽ ngươi không nghe người ta nói, 300.000 năm trước đã hoành hành thiên hạ, cuối cùng vì chán ghét tranh đấu trong thiên hạ mới quy ẩn, người ta không cùng một cảnh giới với các ngươi đó. Tính sổ với lão quái này, dù có huy động cả Tây Châu cũng không khiến được sợi lông người ta động đậy. Mà người ta cũng đã nói, Thiên Ma Sơn không chỉ có mình hắn, người ta còn có đệ tử ẩn thế, nếu tất cả bọn họ đều xuất động, lật tung toàn bộ đại lục cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, ba người sợ muốn tẻ ra quần. Lần này bọn họ đi dò xét, thật sự đã dò ra một tổ ong vò vẻ thật lớn. Cho dù kiếm tôn bất bại, đoán chừng cũng không dám động vào tổ ong này. Tiền bối, chỗ lúc chắc phàm chết, chúng ta từng nhìn thấy hỏa quang giống hôm nay, đó là do tiền bối gây nên sao? Dường như sở khuyên thành không chút sợ bóng đen này, mang theo hy vọng, khẩn cấp hỏi. Bên trong ánh mắt, kim sắc hỏa quang lóe lên, bóng đen kia hơi gật đầu, không tệ, đó chính là lão phu gây nên. Mẹ nó, trong nháy mắt đã khiến sinh linh đồ thán kéo dài 800 dặm, lão gia hỏa này thật sự quá khủng bố. Ba vị trưởng lão trong lòng càng lo sợ hơn. Thế nhưng Diệp Lân nghe đến đây xém chút phun nước ra ngoài, tình huống lúc đó thế nào hắn là người rõ ràng nhất, dù sao cũng là hắn gây nên. Nhưng bây giờ bóng đen này lại thừa nhận bản thân làm, không cần phải nói, người này khẳng định không phải cửu U Ma Đế hạ phàm, mà chính chắc phàm giờ trò quỷ. Nhưng hắn làm sao có thể làm chuyện này như thật vậy chứ? Ngay cả ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão cũng bị hắn hù đến hoảng sợ. Nhìn ba vị trưởng lão nằm dạp trên mặt đấy, trong diệp lân không khỏi cười thầm. Như vậy, lúc đó chắc phàm huynh ấy trong lòng còn mang theo một tia hy vọng sau cùng, sở khuynh thành vội vã lên tiếng. Nhìn nàng thật sâu, bóng đen kia lại lạnh lùng nói, chết. Chết, thân thể nhịn không được chấn động, sở khuynh thành lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đau xót không thể tả, chắc phàm núp trong bóng tối, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của người trong lòng, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, cắn chặt răng, trầm thấp nói, lúc đó lão phu đuổi tới, thân hồn tiểu đồ chắc phàm đã bị câu diệt, hai cốt máu thịt bé bét. Bởi vậy, dưới cơn nóng giận lão phu mới tiêu diệt hết những người kia. Sau đó, lão phu đem hài cốt tiểu đồ mang về Thiên Ma Sơn an táng, không muốn oan ủng tiểu đồ nên mới trở lại thay tiểu đồ giải quyết hết thảy ân oán. Chỉ bốn tông môn Tây Châu mà dám giết đệ tử Thiên Ma Sơn. Hừ, thật lớn mật, trong mấy vạn năm ngộ đạo, tinh khí ta đã hiền lành không ít, nếu không toàn bộ Tây Châu. Hừ. Thân thể ba trưởng lão run rẩy lập cập, đầu cúi càng sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần này bốn tông môn đã thật sự chọc giận đại thần hủy thiên diệt địa rồi. Nếu không phải gần đây tính khí người ta trở nên tốt hơn, thì toàn bộ Tây Châu cũng an toán trong biển lửa. Có thể tưởng tượng, một người có thể hô mưa gọi gió 300.000 năm trước thủ đoạn không sắc bén được sao. Nói như vậy, tứ tông thật sự đáng bị diệt, để khỏi gây phiền cho Tây Châu. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão đã triệt để quay đầu thương, không còn muốn giải oan vụ án bị diệt tông nữa, mà trong lòng tức giận mắng bọn họ không thôi vì bọn họ đã gây nên phiền phức lớn như vậy. Dù có gây với bất bại kiếm tôn cũng không nên trêu chọc lão yêu quái này. Nói như vậy huynh ấy chết thật rồi sao? Dường như hoàn toàn không nghe được lời bóng đen kia nói, trong mắt sở khuyên thành đã hiện lên vẻ chết chóc, đồng tử ngưng tụ, trong nháy mắt ngất đi. Bọn người thủy nhược hoa vội vàng đỡ lấy, hô lớn, khuyên thành, khuyên thành, ngươi làm sao thế? Chắc Phàm không nhịn được muốn lao ra, muốn ôm thê tử hắn vào lòng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kềm chế, tay vươn ra nhưng lui về, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, lắc đầu. Giờ này khác này, lòng hắn đau như cắt, lại bất lực, bởi vì đối thủ của hắn trong tương lai phải đối mặt thật sự quá cường đại, gần như chắc chắn phải chết, mà không biết khi nào hắn sẽ xuất hiện. Hắn không muốn liên lụy đến nàng mới nhẫn tâm chặt đứt cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới có được này. Ủ. Một đạo không gian dao động vang lên, lôi linh giới trong tay sở khuynh thành bỗng dưng biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi đến trước mặt bóng đen trong không trung dần dần dung nhập vào trong bóng đen mấy tên tiểu quỷ các ngươi nghe kỹ cho ta con bé khuynh thành này là thế tử của đệ tử chắc phàm ta lão phu cũng nhận nàng là người thiên ma sơn nhìn sở khuynh thành thật sâu hắc ảnh xa xôi lên tiếng sau khi nàng tỉnh lại các ngươi nói với nàng chiếc nhẫn trong tay nàng từ nay về sau đều được đệ tử thiên ma sơn nhận ra nếu có bất kỳ khó xử gì đều không cần phải lo lắng khi chiếc nhẫn lóe lên lôi quang tất có hy vọng mới xuất hiện lời vừa dứt tiếng phần phật vang lên bóng đen kia nhất thời tiêu tán uy áp khủng bố cũng đột nhiên biến mất không còn thấy tam tích ngẩng đầu nhìn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực phía trước bốn phía không một bóng người dường như vị cao thủ kia đã rời đi cuối cùng ba vị trưởng lão cũng đứng lên rồi lại ngã xuống thở hông hộc không khí nóng rực thở dài một hơi đỗ lão đầu vừa rồi lão phu thật sự hoảng sợ lão quái vật kia à không trước mặt lão tiền bối kia, lão phu còn khẩn trương hơn đứng trước song tôn. Không phải sao, đừng nói là song tôn, sau này lão phu tình nguyện đối mặt với bất bại kiếm tôn, cũng không muốn đối mặt với lão tiền bối này. Trên người hắn có cỗ khí tức hủy diệt, thật khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy, ba người liếc nhìn nhau như vừa thoát khỏi tai ương, nhanh chóng hô hấp lấy không khí. Thế nhưng rất nhanh, ba người nhìn mọi người vây quanh sở khuyên thành, dường như lại nghĩ tới điều gì, vội chỉ nàng nói, nhanh, mau dẫn nàng về tông. Âu trưởng lão, khuyên thành sư muội đã thương tâm quá độ mà ngất đi, sẽ không náo loạn, ngài còn muốn kéo nàng về tông môn sao? Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài nói. Thế nhưng nghe được lời này, Âu trưởng lão nói thẳng vào mặt hắn, kéo cái rắm nhà ngươi, ta bảo ngươi kéo nàng trở về sao? Ta bảo các ngươi hộ tống đưa bà cô nhỏ này về tông môn điều dưỡng cho thật tốt, nàng cũng không thể lại xảy ra chuyện. Ồ, mọi người sững sờ vì trưởng lão thay đổi thái độ đột ngột vừa rồi vì sở khuyên thành chống đối hắn, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ. Biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, Âu trưởng lão bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Các ngươi ngốc sao? Không nghe thấy tiền bối mới nói gì à? Tiền bối đã nhận sở khuyên thành là thê tử của đồ nhi lão, phía sau nàng có thiên ma sơn bảo bọc. Nếu nàng có chuyện ở song long viện chúng ta, lão tiền bối lại tìm đến, chúng ta còn có thể sống sót sao? Ngược lại sau này lão tiền bối có thể làm chỗ dựa của chúng ta, cho dù bất bại kiếm tôn đánh tới, chúng ta còn sợ cái rắm. Cho nên, hiện tại bà cô này là báu vật trong tay chúng ta, chúng ta phải chăm sóc cho tốt Âu trưởng lão kiên định, sắc mặt nghiêm túc, hai vị trưởng lão cũng gật đầu tán thành. Đến tận lúc này, mọi người mới hiểu được tâm ý của bọn họ, gật đầu hiểu rõ, mấy vị trưởng lão này mẹ nó thật là thực tế. Diệp Lân cũng hiểu được vì sao chắc phàm mượn danh nghĩa vị cửu u bá chủ để nói ra lời kia, thì ra muốn che chở cho sở khuynh thành lúc trước sở khuynh thành chống đối trưởng lão hắn cũng nhìn rõ tuy nhiên hắn không thể trực tiếp hỗ trợ nhưng mượn lời của cửu u bá chủ thì mấy trưởng lão liền phải hầu hạ hiếu kính nàng ta xoay sở đủ đường vẫn muốn bảo hộ an toàn cho thê tử có thể tưởng tượng được sau khi trải qua chuyện này cho dù ngày sau tây châu có nguy hiểm gì ai dám phái sở khuynh thành đi bảo hộ nàng còn không kịp nghĩ thông suốt điểm này diệp lân âm thầm tán thưởng sau đó nhìn ba vị trưởng lão nói à trưởng lão Thảm án diệt muôn của Tứ Tông đã có kết quả, thế nhưng còn một chuyện, vị cửu U bá chủ báo thù cho đệ tử nhưng Ngự Thú Tông không có. Được, coi như nó có đi. Vội vã khoát tay, đỗ trưởng lão ngăn lại nói, lão tiền bối vừa rồi đã hù chết chúng ta, chúng ta còn có thể tìm tới hỏi hắn Ngự Thú Tông xảy ra chuyện gì sao. Mà Ngự Thú Tông không có giao tình, lại có thủ oán với trác phàm, dù vị sư phụ này chút giận cho đệ tử, dù sao chuyện này chúng ta cũng không thể lại đi điều tra, cứ báo cáo như vậy đi. Diệp Lân khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm, có thể như thế là tốt nhất. Ngay sau đó, mọi người liền mang theo sở khuyên thành hôn mê nhanh chóng rời đi. Ba vị trưởng lão cũng không muốn ở chỗ này lâu hơn chút nào. Mãi cho đến khi tất cả mọi người rời đi, không gian vô hình dao động, chắc phàm yên lặng từ trong không vực đi ra, ánh mắt buồn bã thương cảm. Đây là lần ly biệt sau cùng của hắn và sở khuyên thành. Đại ca, diễn xuất vừa rồi của huynh rất tuyệt, khiến chúng ta hoảng sợ đến tiểu gia quần, ta còn tưởng cửu u ma đế thật sự hạ phàm bỗng nhiên một tiếng kêu lớn vang bên tai chắc phàm ngước mắt nhìn qua chắc phàm nhìn thấy diệp lân không biết quay lại từ lúc nào trong mắt mang theo tia nghi hoặc chắc phàm lạnh lùng nói sao ngươi lại trở về hắc 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 có chút chuyện không hiểu nên xin phép ba lão ra hỏa trở lại nhờ đại ca chỉ giáo diệp lân khom người cúi đầu nói liếc mắt nhìn hắn chắc phàm xoay người rời đi không có hứng thú hai huynh thật không nể mà đại tẩu có thể xuất hiện ở đây chính là ta mang đến đó nếu không chuyến đi lần này đến tây châu của huynh căn bản không có ý định gặp lại tẩu ấy rồi thân thể hơi chậm lại chắc phàm suy nghĩ một chút thở dài nói nói chuyện gì thì hóa thân ma đế vừa rồi đó không biết huynh làm thế nào giống như thật đã hù dọa ba lão quy nguyên cao thủ sợ mất mật gặp chắc phàm đáp ứng diệp lân nghiêm mặt tiến lên hi hi cười nói trầm ngâm một chút chắc phàm nhẹ nhàng lên tiếng chuyện này rất đơn giản, ba phần thật bảy phần giả. Hóa thân to lớn kia là huyễn ảnh ta làm ra, thật sự rất khó lừa ba lão cao thủ quy nguyên, thế nhưng bọn họ đều đã bị thương, thực lực bản thân yếu bớt, cảm giác không còn nhạy cảm. Thứ hai bóng đen kia thật sự ta đã thêm vào một chút diệt thế lôi viêm, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hai con người kia, nó là hai viên long tức đàn đó. Sức mạnh thật sự của long tổ phát tán khí thế tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, khí thế và huyễn ảnh đều có, Bọn họ tự nhiên xem giả thành thật. Cao Minh, thật sự là Cao Minh, không hổ là nam nhân dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt tính kế đánh bại ta. Trong lòng Diệp Lân tán thưởng, giơ ngón tay cái về phía chắc Phàm. Không thèm liếc nhìn hắn, chắc Phàm trực tiếp quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, lại đột ngột dừng lại, sâu xa nói, từ nay về sau, ta sẽ rời khỏi Tây Châu, ngươi ở trong Song Long viện, khuynh thành bên kia. Yên tâm, có ta ở đây, đại tẩu không có việc gì không đợi chắc phàm nói xong diệp lân đã vỗ ngực bảo đảm nghe được lời này khóe miệng chắc phàm nở nụ cười vui vẻ không hề nói gì cất bước chậm rãi biến mất trong ánh lửa ngút trời